Xin chào các bạn à, Chào mừng các bạn đã đến với uh, Vietnamese Online Class uh, chuỗi uh, bài học về ngữ pháp của trình độ trung cấp Hôm nay chúng ta sẽ học mẫu câu số 3 và các bạn đang ở trình độ trung cấp có thể theo dõi uh, video này, Hôm nay chúng ta sẽ học về nếu thì. Nếu thì. Đây là một mẫu câu chỉ mối quan hệ giữa điều kiện và kết quả. Điều kiện và kết quả. Chúng ta sẽ có mẫu nếu cộng với chủ ngữ, chủ ngữ 1 cộng với động từ 1 thì Chủ ngữ 2 cộng với động từ 2. Hoặc chúng ta cũng có thể là um, sử dụng tính từ. Tính từ. Và ở đây sẽ là mối quan hệ giữa điều kiện và kết quả. Thì trong câu này, sau từ nếu sẽ là điều kiện. Điều kiện A và sau từ thì sẽ là kết quả B. Như vậy ví dụ các bạn có mẫu câu nếu anh gặp khó khăn thì tôi sẽ giúp. Điều kiện là anh gặp khó khăn. Kết quả tôi sẽ giúp. Vậy ở đây chủ ngữ anh gặp khó khăn Cục động từ Chủ ngữ Tôi sẽ giúp Động từ Và ở đây dùng từ nếu thì Nếu thì Nếu mưa to Thì chúng ta nên ở nhà Ở đây tính từ mưa to Và chúng ta nên ở nhà Đúng không? Vậy là các bạn có thể hiểu Là ở sau từ nếu Các bạn sẽ nói lên à, Điều kiện sau từ thì các bạn sẽ nói về kết quả. Có một lưu ý, các bạn có thể sử dụng ví dụ như khi hai chủ ngữ, hai chủ ngữ, chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 giống nhau, các bạn có thể bỏ bỏ một trong hai chủ ngữ nhé. Ví dụ, nếu anh mệt thì anh nên nghỉ. Vậy ở đây chủ ngữ anh giống nhau, vậy các bạn có thể bỏ một trong hai chủ ngữ. Ví dụ khi các bạn bỏ từ anh. Nếu mệt thì anh nên nghỉ. Các bạn hoàn toàn có thể viết được như vậy, hoặc cũng có thể các bạn bỏ từ anh này. Anh trong chủ chủ ngữ của vế thứ hai. Nếu anh mệt thì nên nghỉ, đúng không? Lúc này từ anh này có thể bỏ và lưu ý tiếp theo đó là các bạn có thể thay đổi vị trí giữa vế một à vế a và vế b đó là khi các bạn cho vế a lên trước sau đó sẽ là nếu và tiếp tục là đến vế b à vế a tiếp tục là đến vế a vậy thì vế của uh, kết quả b sẽ lên đầu lên vị trí thứ nhất lên đầu sau đó là đến từ nếu vậy nếu lúc này sẽ đứng ở giữa câu giữa hai vế giữa hai vế đúng không ví dụ nếu ví dụ này cô giáo sẽ tức giận nếu học sinh đến muộn chủ ngữ cô giáo sẽ tức giận nếu học sinh đến muộn học sinh chủ ngữ đến muộn vậy thì ở đây học sinh đến muộn học sinh đến muộn là điều kiện còn cô giáo sẽ tức giận là kết quả kết quả đó đấy là mối quan hệ giữa điều kiện và kết quả tiếp theo mẫu tiếp theo hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn đó chính là mẫu giá thì nó cũng giống như mẫu nếu thì chỉ điều kiện và kết quả cũng cấu trúc ngữ pháp giống như vậy nhưng chỉ khác có một chút đó chính là giá thì nó biểu thị cái sự mong muốn ước mơ của người nói có thể cái mong muốn này không thực hiện được hoặc cũng có thể thực hiện được nhưng nó là thể hiện cái mong muốn và ước mơ ví dụ như giá tôi là tổng thống thì tôi sẽ có nhiều quyền lực đây chính là điều kiện và đây là kết quả nhưng cái uh, câu này nó thể hiện cái mong muốn mong muốn của tôi là tôi muốn được làm tổng thống và giá như tôi được làm tổng thống đúng không ờ. tiếp theo giá tôi trúng sổ số thì tôi sẽ mua ngay ngôi nhà này cũng là mong muốn và các bạn cũng lưu ý là Giá thì có thể thể hiện mong muốn của các bạn ở hiện tại, hoặc tương lai, hoặc cũng có thể là quá khứ. Trong quá khứ thì có thể là thể hiện sự nuối tiếc, sự nuối tiếc về những hành động nào đó mà có thể nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, nhưng mà bạn nuối tiếc về nó, bạn mong muốn nó tốt hơn. Ví dụ, giá anh ấy nghe tôi thì mọi việc đã tốt hơn. Giá hôm qua trời không mưa, thì chúng tôi đã đi du lịch, đúng không? Đây là những điều đã xảy ra trong quá khứ rồi, à, như là nhưng không thực hiện được bởi vì nó không giống như mong muốn, đúng không? Còn bây giờ là chúng ta sẽ mong muốn như này là nuối tiếc, nuối tiếc về những gì đã qua, giá. Thế vậy là mẫu câu nếu thì và giá thì đều thể hiện cái mối quan hệ giữa điều kiện và kết quả chỉ khác một chút đó là giá thì có cảm xúc nhiều hơn nó thể hiện cái mong muốn ước mơ và sự nuối tiếc của người nói các bạn hiểu chưa còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào thực hành cách sử dụng của hai mẫu câu ngày hôm nay Bây giờ tôi sẽ có hai vế này và bên này sẽ là điều kiện và bên này là kết quả, kết quả. Vậy chúng ta có thể viết lại câu nhé. Nếu anh ấy không đồng ý thì thì vậy bạn sẽ chọn chọn câu nào? Chọn câu nào để phù hợp. Nếu anh ấy không đồng đồng ý thì tôi cũng không bao giờ đồng ý đúng không thì tôi cũng không bao giờ đồng ý đồng ý câu tiếp theo nếu cô ấy bay vào nha trang sáng nay à, thì à, xin lỗi các bạn ở đây có một chút sai đó là gạch từ nhưng đi nhé mà là thì nhé ừ. nếu cô ấy bay vào nha cha sáng nay thì tôi sẽ gặp cô ấy câu tiếp theo nếu tôi được gặp bạn tôi lúc này thì thì sao thì tôi sẽ rất hạnh phúc tôi sẽ rất hạnh phúc câu tiếp theo nếu em không muốn ngồi đây thì thì sao thì sao thì chúng ta ra ngoài nhé câu tiếp theo nếu mất điện nếu mất điện thì thì sao thì nóng lắm nóng lắm đúng không ừ. nếu anh không hoàn thành công việc nếu anh không hoàn thành công việc vậy các bạn sẽ chọn cái nào đúng rồi thì ông ấy sẽ không hài lòng đó. đó là nếu thì Đúng không? và tiếp theo một chút nữa chúng ta lại tiếp tục luyện tập về nếu thì nếu chiếc xe máy đó đắt quá thì tôi không thể mua nếu anh muốn gặp ông giám đốc thì anh phải chờ ở đây anh phải chờ ở đây. Đó. Nếu có dịp đến Sài Gòn thì hãy ăn cơm tấm nhé. Các bạn đã ăn cơm tấm Sài Gòn chưa? Rất ngon. Nếu anh vi phạm luật lệ giao thông thì anh sẽ bị phạt. Nếu cô giáo đợi sinh viên lâu quá thì lớp học không thể bắt đầu. Nếu bộ phim đó không hay thì tôi sẽ không mua vé. Mua vé. Nếu mệt thì ngủ. Nếu nhà tôi ở gần biển thì tôi sẽ tắm biển hàng ngày. OK, như vậy là mẫu nếu thì ở đây có thể viết như thế này. Các bạn có thể viết theo một cách khác và các bạn có thể viết ở dưới phần comment của video này. À, tôi sẽ sửa giúp các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể vào trang web uh, vietnammissonlineclass.com à, ở đó các bạn có thể liên hệ với tôi. Uh, chúng ta sẽ cùng luyện tập tiếp mẫu uh, giá thì các bạn còn nhớ mẫu giá thì không giá thì cũng nói về điều kiện và kết quả giống như mẫu nếu thì nhưng khác một chút đó chính là thể hiện cảm xúc thể hiện mong muốn ước mơ và sự nuối tiếc của chúng ta của người nói của người nói đúng không? Ừ. Thế vậy ở đây các bạn có thể nói uh, mẫu câu này như nào giá tôi có giọng hát hay thì tôi sẽ làm ca sĩ đúng ừ, không tôi sẽ trở thành ca sĩ trở thành ca sĩ rồi ca sĩ đúng không giá anh ấy nói thật thì tôi đã tin cô ấy giá tối nay không mưa thì tôi đã đi xem phim với bạn trai giá tôi gặp chị sớm hơn thế chúng ta có thể nói chuyện giá tôi học chăm chỉ hơn thế tôi có thể du học giá hôm qua tôi không xem tivi khuya quá thế Tôi có thể dậy sớm. Giá như bây giờ tôi không bận, thì tôi sẽ gặp anh ấy. Giá lúc này tôi đang ở Paris, thì tôi sẽ ăn bánh ngọt. Đó, đó là toàn bộ bài học hôm nay với mẫu giá thì và nếu thì. Mẫu Câu này được sử dụng rất nhiều khi chúng ta nói chuyện nên các bạn hãy học thật tốt và luyện tập nói với mẫu nếu thì chúc các bạn học tiếng việt vui vẻ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video hôm nay hãy nhớ subscribe ủng hộ kênh của tôi hãy like và chia sẻ À, những video của tôi nếu như bạn thấy hay cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn